Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một cái thông tin nổi bật ngày hôm nay liên quan đến crypto đi Thì hôm nay đó chúng ta thấy là sàn Coinbase họ đã đưa ra một cái bài nghiên cứu cho những cái công ty đầu tư với họ Đây là những cái khách hàng công ty các bạn không phải là những cái khách hàng như là Thuận và nhiều người Thì Cái bài này cũng khá dài các bạn, cái bài này tổng cộng để thường xem coi là nó có bao nhiêu trang tổng cộng là nó có tới là 57 trang và thực ra thường chỉ đọc có mười mấy trang đầu rồi rồi những trang còn lại đó là thường chỉ lướt qua tại vì phần lớn đây là những cái thông tin mà nó mang tính chất lịch sử như mà chúng ta đã biết rồi trong năm nay rồi họ lặp lại mà thôi và trong cái bài dài năm mươi mấy trang này đó thật ra thì Kobe cũng không có nói những gì mà chúng ta không biết đâu họ chỉ đơn giản là tóm tắt lại và chia sẻ cảm nghĩ của họ về năm 2023 sẽ ra sao và để thường tóm tắt lại nhanh nhất với các bạn để các bạn khỏi cần phải đọc một cái bài dài như thế này thì họ đưa ra ba nhận định cho năm 2023 Bà thường như chia sẻ từng nhận định một với các bạn Bà thường nghĩ sao về những nhận định này đầu tiên hết thì họ nói là trong năm tới đây thì chúng ta sẽ vẫn thấy những quỹ đầu tư những công ty vẫn sẽ tiếp tục tích cực tham gia vào thị trường này các bạn có thể thấy được là cái thống kê được đưa ra bởi Coinbase khi mà họ hỏi những cái quỹ đầu tư, những công ty đầu tư, khách hàng của họ thì à, nghĩ năm sau sẽ như thế nào, trong những 12 tháng giá cả sẽ ra sao thì các bạn thấy được là 53.6% của những công ty này họ nghĩ là giá cả nó sẽ đâu đó trong một phạm vi nào lên xuống trong phạm vi đó mà thôi chứ sẽ không có xuống sâu hơn hay là không có tăng cao hơn nó cũng sẽ trong một phạm vi nào đó cho cả năm sau các bạn thấy được đây là cái phần lớn chúng ta thấy được là có khoảng 29.3% nghĩ là giá nó sẽ thấp hơn năm sau so với là bây giờ còn chúng ta thấy được là khoảng 7.9% cái số nhỏ mà thôi nghĩ là giá sẽ tăng cao hơn còn phần còn lại 9.3% thì không có cái suy nghĩ gì về giá của năm 2023 cho nên phần lớn đó, những cái công ty đầu tư thì họ nghĩ là giá năm sau nó sẽ đi cho một phạm vi nào đó thì điều này các bạn nghĩ sao? nếu như mà các bạn tin là năm nay giống như năm 2018 và năm sau sẽ là năm 2019 trước khi mà có đợt bịt koa ha bình năm 2020 cũng giống như là năm sau là năm 2023 một năm trước khi mà có Bitcoin koa ha bình năm 2024 thì nếu như bạn nghĩ như vậy thì năm sau các bạn sẽ nghĩ là nó giống như năm 2019 thì chúng ta sẽ thấy đây là cái biểu đồ giá của năm 2019 của BTC các bạn sẽ thấy được là năm 2019 để thông zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì năm 2019 bắt đầu đầu năm là giá BTC là 3.900 đô các bạn các bạn đã nhớ là cuối năm 2018 đó giá xuống từ 6.000 còn 3.000 bắt đầu năm 2019 là chúng ta có mức là 3.900 rồi sau đó xuống còn 3.400 khoảng chừng là đầu tháng 2 nhưng mà sau đó chúng ta lại có một cái mini bull rally các bạn thì là có một cái mùa bull từ thời điểm là khoảng tháng 2 mãi cho đến tháng 7 các bạn năm tháng đó giá tăng lên liên tục nhưng mà sau đó giá lại đi ngược cho xuống và chúng ta kết thúc năm 2019 ở mức giá là 7.274. Thì các bạn thấy là chúng ta bắt đầu từ 3.900 đô kết thúc là 7.200. Thì coi như năm 2019 chúng ta một năm mà có cái sự hồi phục nhưng mà nó rất là chậm. Nhưng mà trong năm đó chúng ta cũng có một cái đợt bull Thì nếu như mà các bạn tin năm sau cũng tương tự như là năm 2019 thì chúng ta cũng có thể có hiện tượng tương tự xảy ra một cái đợt tăng trưởng hồi phục trong năm đó rồi sau chúng ta kết thúc ở cái mức thấp hơn nhưng mà vẫn cao hơn là cái mức mở đầu thì đối với lại những người đã từng trải qua năm 2019 khi mà các bạn kêu họ chia sẻ cảm nghĩ của năm 2019 đó, Tôi nghĩ là phần lớn mọi người cũng sẽ có cái suy nghĩ là giá cả đâu đó nó cũng từ 3.000 tới 6.000 mà thôi cũng không gì đặc biệt lắm Mặc dù là trong năm đã có một cái đợt tăng trưởng lên nhưng mà các bạn thấy được là tới cái mức cao nhất là khoảng chừng 11.800 đô Nó cũng không có gần cái đỉnh cũ trước đó là khoảng gần như 20.000 đô Cho nên cũng không có đến mức mà nhiều người chốt lời hay gì hết cho năm 2019 cho nên phần lớn đó, mọi người vẫn tiếp tục chung mình giá hay là những người nào đầu tư thì họ vẫn tiếp tục đầu tư mà thôi cho cả năm 2019 và cái suy nghĩ của họ thì giá nó cũng đâu đó cho một phạm vi từ 3 đến 6 ngàn và nếu chúng ta nhìn vào năm 2015 thì như thế nào Đây là cái đợt trước đó các bạn đã nhớ chúng ta có Bitcoin mình năm 2016 Thì một năm trước đó ra sao Cũng là một cái mùa bear market các bạn Thì các bạn có thấy được là năm 2015 Đầu năm đó để thuần kiếm cái giá để cho bạn thấy được là bắt đầu từ tháng 1 ngày 3 là giá BTC là 281 đô và chúng ta kết thúc cũng là cao hơn các bạn, kết thúc là 376 đô. Trong năm 2015 chúng ta cũng có những cái đợt lên xuống à, nhưng mà cuối cùng kết thúc đó thì nó cũng cao hơn mức mở đầu. Nhưng mà nhiều người thì à, vẫn có cái suy nghĩ là năm 2015 nó nó cũng đâu đó trong phạm vi là từ 200 tới 400 đô mà thôi. Cũng tương tự như là năm 2019 cho nên khi mà thường chưa nhìn cái biểu đồ đó, thường cũng không có nhớ rõ các bạn nhưng mà trong tâm trí của thường thường cũng nghĩ là năm 2019 thì giá nó cũng từ 3 tới 6 mà thường cũng không gì đặc biệt. Nhưng mà bây giờ thường mới nhớ là chúng ta thực sự là có một cái đợt tăng trưởng giữa năm trước khi chúng ta kết thúc ở cái mức thấp hơn cho nên về cái nhận định này của Coinbase là những nhà đầu tư phố Wall nghĩ là giá BTC cũng đâu đó nó trong cái phạm vi nào mà thôi thì cũng hợp lý các bạn nếu như ta nhìn vào lịch sử nhưng mà điều kế tiếp đó, Coinbase nói là tuy là những nhà đầu tư lớn họ cũng sẽ ở lại nhưng mà họ sẽ rất là thận trọng và họ chỉ quan tâm đến những đồng lớn mà thôi có nghĩa là họ chỉ lựa chọn những đồng như là bitcoin nhầm những đồng lớn mà thôi cái khả năng mà những cái công ty lớn năm sau đó lựa chọn những đồng mới những đồng nhỏ hơn về vốn hóa khả năng đó không có cao đâu phần lớn mọi người sẽ thận trọng và đầu tư vào những đồng lớn đó là cái xu hướng của năm 2023 từ những cái quỹ đầu tư forward Coinbase cũng đưa ra nhận định là ở thời điểm bây giờ ra ngoài chúng ta có thêm một cái sự kiện Black Swan một cái sự kiện thiên nga đen nào mà chúng ta không có biết hiện bây giờ nếu như không thì lực bán bây giờ Coinbase ra nhận định là đến từ những thợ đào Trên trang bản đó Coinbase nói là những cái công ty đào mà họ đang chịu đựng không nổi đó Thì bây giờ họ đã bán hết tất cả cái số lượng Bitcoin mà họ đang đào được hàng ngày Cộng với lại cái số lượng mà họ đang dự trữ Thêm 35% nữa có nghĩa là họ bán 135% của cái số lượng Bitcoin họ đào được Nhưng mà không phải xưởng đào nào cũng như vậy Coinbase cũng đã đưa ra một số à, những cái công ty đào khác nhau thì nó có những cái vị thế khác nhau Chúng ta nói tới những công ty mà gặp vấn đề như là các bạn đã nhớ hồi tháng 9 á, thì công ty đào computer à, đã khai phá sản rồi Rồi sau đó chúng ta cũng nhớ là Argo Blockchain hồi tháng 10 đó thì cũng nói là nếu như mà họ không nhận được thêm tiền để mà hỗ trợ hoạt động của họ thì họ cũng sẽ ngưng hoạt động Tại vì họ không còn tiền để hoạt động nữa Kế đó thì uh, Coinbase cũng đề cập tới là công ty Core Scientific Thì uh, đáng tiếc là hôm nay chúng ta cũng nhận được thông tin là công ty uh, Core Scientific cũng đã khai bảo vệ phá sản rồi Đây là một công ty đào ở thác xịt các bạn Và đương nhiên đối với lại cái giá đi xuống như thế này cộng với lại cái số nợ họ đang có Thì uh, bây giờ họ nói họ không chịu nổi nữa Họ sẽ khai bảo vệ phá sản và họ sẽ đàm phán với những cái chủ nợ của họ Xem coi là làm sao để giải quyết vấn đề này Trong thời gian này họ vẫn tiếp tục hoạt động Nhưng mà họ đã khai bảo vệ phá sản rồi và kế đó chúng ta có à, công ty Aris Energy Thì đây cũng là một công ty đào và họ cũng đã ngân đào Tại vì họ nói họ đào đang lỗ Nhất là tại vì à, các bạn thấy được là họ đang nợ rất là nhiều Họ mượn tiền để mà mua những cái máy đào Các bạn thấy được là những công ty này đó thì đều có một điều chung Đó chính là họ có nhiều nợ Các bạn sẽ thấy được là bây giờ đã nhiều công ty Ngay cả những công ty như chúng ta mới vừa nói đến đó, Có thể họ vẫn đang đào có lời Chứ không phải là lỗ đâu nhưng mà tại sao họ vẫn bị phá sản? Tại vì họ nợ quá nhiều. Họ khi mà đào Bitcoin xong rồi đó thì họ vừa phải cái tiền chi phí đào cộng với lại cái tiền lãi và tiền gốc nợ mà họ mượn nữa lúc mà giá BDC tốt đó thì cái thu nhập hoàn toàn đủ để họ có thể là chi trả cả hai bên và vẫn có lời bây giờ giá không tốt cho dù họ đào có lời nhưng mà cái lời đó không đủ để họ tiếp tục trả tiền lãi và tiền gốc của cái số nợ cho nên mới dẫn đến những công ty này phá sản chúng ta cũng đã đọc cái thông tin ngày hôm qua liên quan tới công ty đào Green Night thì uh, cuối cùng họ cũng đã đàm phán với lại cái chủ nợ của họ là NYDAG họ sẽ giống như là đào dùng công ty đó rồi xóa một số nợ chứ còn nếu như tiếp tục bắt họ trả tiền nợ và trả tiền lãi thời điểm này thì họ trả không nổi mặc dù là họ đào vẫn có lời chắc là cũng sẽ thấy được là có một cái công ty khác nữa cũng đã đưa ra thông báo và thật ra công ty này họ nói là họ đất trước có lời năm nay không phải công ty nào cũng lỗ đâu các bạn thấy là công ty Northern Data họ nói là họ năm nay đào đó có thể được lãi khoảng chừng là 204 triệu các bạn không giống như những cái công ty đào khác nói là lỗ, điều này chứng minh được là không phải là công ty đào BTC nào bây giờ cũng lỗ hết. Và công ty Northern Data này đó là công ty ở nước Đức và họ cũng đã chia sẻ là lý do tại sao họ vẫn có lời là tại vì họ không có mượn nợ. Họ không cần phải trả tiền lãi, không cần phải trả bất cứ một cái số tiền nào liên quan đến nợ nâng hết. Cho nên cái số lượng Bitcoin họ đào được, họ vẫn có lời hiện tại và họ tiếp tục hoạt động mà thôi các bạn thấy được đây là cái yếu tố rất là quan trọng như thường đã chia sẻ với các bạn nợ là một thứ mà các bạn sẽ không biết được nó lợi hại cỡ nào cho đến khi mà các bạn không còn được binh các bạn sẽ mới biết được là nợ thực sự gây rất nhiều áp lực cho nhiều công ty và nhiều cá nhân nếu như các bạn đầu tư mà các bạn nợ nhiều thì các bạn sẽ gặp rất nhiều áp lực nhưng mà Coinbase thì nói đây là cái hiện tượng tạm thời mà thôi tới cuối cùng thì những công ty đào nào mà họ không chịu nổi họ cũng sẽ phá sản mà thôi và những công ty đào còn ở lại thì những công ty mà họ có lời họ vững chắc rồi chúng ta tiếp tục mà thôi đó là về thời đạo điều thứ nhì mà Holmes nói tới đó là đương nhiên chúng ta vẫn không thể nào mà quên đi những cái sự kiện kinh tế vĩ mô như là Fed tăng lãi suất hay là chiến tranh hiện bây giờ nhưng mà nếu chúng ta nói riêng về crypto đó thì chúng ta vẫn có một cái sự kiện cần phải quan tâm đến năm sau đó chính là cái sự kiện liên quan tới Themaox Mauros có thể là sẽ trả cái số tiền cho đầu tư năm sau, các bạn thấy năm nào chúng ta cũng nghe thông tin như vậy. Nhưng mà tới cuối cùng thì Mauros cũng sẽ trả thôi, các bạn. thì không biết là năm nào. Đó cũng là một điều mà Coinbase quan tâm đến. Đó là những cái sự kiện mà chúng ta sẽ không biết được cái khả năng ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà Coinbase thì vẫn nghĩ là chúng ta có khả năng là sẽ thấy năm 2023 là một năm mà nó range bao, nó sẽ dao động cho một phạm vi nào đó mà thôi, sẽ không có cái gì gọi là đột phá đâu. Và những đồng nào mà những nhà đầu tư lớn quan tâm đến thì uh, Coinbase nói là họ sẽ quan tâm đến những dòng lớn như là Bitcoin hay là Ethereum. Bitcoin thì uh, Coinbase nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục thấy sự phát triển của mạng lưới tầng 2, Lightning Network. Còn Ethereum thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục thấy cái sự phát triển của DeFi, chúng ta sẽ thấy sự phát triển của NFT. Ethereum uh, thì uh, hiện bây giờ đã chuyển qua Proof of Stake rồi. Và team cũng sẽ tiếp tục để mà phát triển, cải tiến mạng lưới của mình. Đó là những gì mà Coinbase nói đến trong môn mục đầu tiên. Điều thứ nhì đó thì uh, Coinbase nói chúng ta sẽ tiếp tục thấy những cái sự sáng kiến mới để tiếp tục tạo ra những cơ hội mới và Coinbase bây giờ chỉ nói về NFT mà thôi, chủ yếu là họ nói là NFT sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta có thể thấy được là NFT sẽ được tận dụng chứ không phải đơn giản chỉ là một cái hình. Rồi chúng ta kết nối cái uh, địa chỉ ví vào cái hình đó thì coi đó như là một cái tài sản chưa được số chúng ta sẽ thấy được nft thực sự là có nhiều chức năng giống như là dùng đó là một cái công cụ để quản lý hội viên dùng đó để là một cái công cụ để có thể chứng minh được là các bạn là chủ sở hữu tài sản trí tuệ của một bài hát hay là một cái gì đó nó sẽ có nhiều công dụng hơn nói chung đó thì Coinbase nghĩ là năm sau tất cả những sự sôi động nó sẽ đến từ nft và điều thứ ba đó chính là năm sau sau đầu năm chúng ta sẽ tiếp tục thấy nhiều cái sự reset nhiều cái sự thanh lọc của thị trường và chúng ta sẽ có một cái nền tảng mới cho một cái đợt tăng trưởng mới giống như là Coinbase nói tới là những cái công ty nào mà nên phá sản sẽ phá sản những công ty nào mà không chủ được sẽ coi như là ra đi chúng ta thấy được là chúng ta sẽ có những cái công ty mạnh ở lại giống như điều mình thường hay chia sẻ với các bạn thời kỳ khó khăn tạo ra phe mạnh Phe mạnh tạo ra thời kỳ tốt, thời kỳ tốt tạo ra phi yếu và phi yếu tạo ra thời kỳ khó khăn. Nó cứ liên tục như vậy. Mỗi lần như vậy chúng ta sẽ còn lại những cái công ty vững chắc, những nhà đầu tư mà có lòng tin sẽ tiếp tục ở lại để mà gây dựng thị trường này. Và Coinbase cũng nói là chúng ta có khả năng là sẽ bắt đầu thấy thực sự là những cái luật và khi nào có luật rồi thì trường này mới thực sự phát triển mạnh đó là điều mà được chia sẻ bởi Coinbase trong ba cái mục này và các bạn thấy được là chúng ta cũng nhận được những cái thông tin giống như là ngày hôm nay chúng ta cũng có một cái tài liệu đến từ ngân hàng trung ương của nước nga các bạn biết là nước nga nó có hai đơn vị thứ nhất là ngân hàng trung ương nước nga đây là một đơn vị mà mới đầu đó ai cũng nghĩ là có cái gì đó không thích tiền kỹ thuật số các bạn nhưng mà ngược lại đó thì bộ tài chính nước nga đã rất là quan tâm đến tiền kỹ thuật số và hai bên cứ đấu đá lẫn nhau Nhưng hàng trung nước nga cũng này giải thích rõ ràng tại sao tại vì bây giờ nước nga đã bị cấm bận và Bộ Tài chính nước Nga đã ra cái nhận định là nếu nước Nga muốn tiếp tục phát triển và tiếp tục có xuất nhập khẩu thì không thể nào mà làm được điều đó khi mà bị cấm vận chỉ có thể tiếp tục xuất nhập khẩu với những quốc gia khác khi mà được sử dụng tiền điện tử mà thôi. Nhưng mà cái vấn đề của ngân hàng trung ương nước Nga đó là họ không có thích người Nga sử dụng tiền điện tử crypto như là một cái phương tiện thanh toán. Tại vì họ sợ là tiền sẽ rời khỏi nước Nga tóm là như vậy các bạn. Cho nên cái sự lo sợ đó là nếu như mà Bộ Tài chính nước Nga cho phép những công ty nước Nga sử dụng crypto dùng làm thanh toán xuyên quốc gia khi mà làm ăn với những cái công ty của quốc gia khác thì người dân của nước Nga cũng sẽ dùng tiền kỹ thuật số để làm phương tiện thanh toán tại vì không lý do gì mà cấm họ trong khi mà ngay cả chính phủ của nước Nga cũng đang dùng crypto để mà thanh toán cho những cái giao dịch toàn cầu thì tại sao người dân lại không dùng được à, các bạn thì đây là một điều mà khiến ngân hàng trung ương nước nga đang nhức đầu thì bây giờ đó thì uh, luật nước nga cho phép người nga mua bán và lưu trữ crypto nhưng mà không được sử dụng như là phương tiện thanh toán và ngân hàng trung ương nga nói là họ sẽ cố gắng chia sẻ luật chi tiết các bạn thấy được là không giống như những năm trước đúng là năm nào chúng ta cũng nghe nói tới là chúng ta sắp có lực, chúng ta sắp có lực rồi. thì năm nào cũng bị trì hoãn nhưng mà tôi nghĩ năm nay là một năm rất là khác. tại vì các bạn thấy được là nhiều cái sự kiện dẫn đến là không có lực cũng không được. chúng ta đã đến mức là cần phải có lực rồi và không chỉ riêng ở nước nga, các bạn thấy là ở hoa kỳ cũng như vậy. chúng ta cũng nhận được thông tin ngày hôm nay là tiểu bang alaska là một tiểu bang cũng thực sự không có đông dân nữa các bạn. nhưng mà tiểu bang alaska là cái tiểu bang mà họ nói là họ cũng sẽ có một cái băng hoạt động crypto cho tiểu bang của họ để có thể là hợp tác những cái công ty nào mà muốn bất động trong tiểu bang của họ và các bạn cũng vừa nghe thông tin liên quan tới à, sàn ftx là bankman free sẽ trở về mỹ ngày hôm nay và đương nhiên chúng ta sẽ thấy được là điều kế tiếp sẽ là ra tòa và ra quốc hội thì đương nhiên các bạn thấy được là sẽ có nhiều cái được phanh khui nhiều lỗ hỏng là sẽ được nói đến và tôi nghĩ là bây giờ đã đến mức mà hoa kỳ không ra luật cũng không được các bạn nó không giống như năm trước năm nay chúng ta đã có rất nhiều những cái sự kiện rồi giống như là các bạn thấy được là chúng ta trở lại cái bài chia sẻ đến từ coinbase đi có một cái trang đó họ chia sẻ những cái sự kiện năm nay các bạn thấy được chúng ta sống sót qua nhiều cái sự kiện cực kỳ kinh khủng luôn đó các bạn chúng ta đương nhiên thấy giá bây giờ là không tốt rồi nhưng mà nếu như chúng ta trở về năm 2021 tôi thuận chia sẻ với các bạn những sự kiện này tôi sẽ không chia sẻ giá mà thuận chia sẻ với các bạn những sự kiện như thế này là tháng 3 chúng ta bắt đầu là thấy là Luna Foundation tích lũy nhiều BTC họ tích lũy lên tới là 1,3 tỷ BTC Chúng ta thấy là sau tháng 5 đó, thì có sự sụp đổ của Luna UST chúng ta thấy được là 3AC, 3 Capital Celsius sụp đổ. Kế đó nữa chúng ta thấy là công ty Voyager cũng sụp đổ. Chúng ta thấy là Bitcoin ETF Grayscale bị từ chối. Chúng ta thấy là Tesla sẽ bán 75% Bitcoin của mình. Chúng ta thấy được là cái hội đạo pooling không có cho withdraw thời điểm hồi tháng 9. Rồi tới thời điểm tháng 11 chúng ta có sự sụp đổ của FTX và Alameda. Thì nếu như mà thằng chia sẻ những cái thông tin này với các bạn năm 2021 thì lúc đó tôi hỏi các bạn, các bạn nên nhớ là giá lúc đó để thường xem coi là bao nhiêu là khoảng 48.000 đô các bạn ngày này một năm trước là 48.000 đô và thường hỏi các bạn sau khi các bạn nghe những sự kiện này liên tục xảy ra năm sau thì các bạn nghĩ là giá bao nhiêu các bạn có đoán là giá nó khoảng chừng là 16 17 ngàn đô hay không? Tôi nghĩ là có thể nhiều bạn nói là giá sẽ xuống chứ còn có vài ngàn đô mà thôi. Cho nên đúng là bây giờ giá rất là xấu các bạn, nhưng mà nếu như chúng ta nhìn lại những gì chúng ta vừa trải qua đó thì nó thật sự rất là kinh khủng. Bây giờ chúng ta vẫn đang mất giá là 16 17 ngàn đô. Tuy đã thấp rất nhiều so với cái mức cao, nhưng mà như thường vừa chia sẻ với các bạn, nếu các bạn nghe những thông tin này, cuối năm 2021 các bạn nghĩ giá sẽ là bao nhiêu? Có phải giá mức này hay không? Các bạn hãy comment ở bên dưới nó tóm lại thì Coinbase nghĩ là năm sau là một năm mà nó sẽ có cái mức dao động trong phạm vi nào là một năm tích lũy những cái công ty lớn những nhà đầu tư lớn họ sẽ vẫn tiếp tục ở lại thị trường này nhưng mà chúng ta cũng đừng có hy vọng là sẽ có một cái bull run mạnh chúng ta chỉ nên hy vọng là năm sau là một năm mà sẽ bắt đầu lại một nền tảng mới cho một đợt tăng trưởng kế tiếp đó là nhận định của Coinbase thôi thì không biết các bạn nghĩ sao về cái bài chia sẻ của Coinbase Institutional nhưng mà có một người hoàn toàn không thích đó chính là cho Hutchinson của Cardinal tại vì sao vậy tại George nói là đọc cái bài thống kê của Coinbase về năm 2023 thì hoàn toàn không có một cái từ gì liên quan tới Cardano hết <laughs> nhưng mà các bạn nên biết đây là cái bài thống kê chung mà họ chủ yếu nói về cái thị trường crypto chứ đâu có phải là một bài mà nói về những đồng nào đâu trong cái bài viết thì họ chia sẻ về Bitcoin và Ethereum tại vì đó là hai đồng lớn họ cũng đâu có nói về BNB hay là họ cũng đâu có nói về XRP hay là Solana hay là bất cứ đồng nào đó các bạn chứ đâu phải là chỉ riêng không phải nói về Cardano nhiều khi uh, nhiều bạn quên thật ra cho Hutchinson đó cũng không phải là một người lớn tuổi lắm đâu có thể các bạn nhìn Charles các bạn nghĩ là Charles bao nhiêu tuổi nhưng mà khi các bạn nhìn kỹ lại đó thì Charles sinh năm 1987 35 tuổi các bạn thuận lớn hơn Charles tới 3 tuổi lận. cho nên nhiều khi chúng ta quên đi Charles vẫn là một chàng trai trẻ cho nên nhiều khi cũng có những cái câu nói mà cũng gây nhiều cái sự xung đột của các bạn và chúng ta cũng có một cái bài khảo sát ngày hôm nay đó đến từ Accenture các bạn thấy đây cũng là một công ty kiểm toán nổi tiếng Accenture theo thuận nhớ đó là của công ty Arthur Henderson. Thì Arthur Henderson cũng giống như là Big Four trước đây các bạn. Thì Arthur Henderson là công ty mà sụp đổ cùng với lại Enron. Thì Arthur Henderson có một cái phần là tư vấn. Thì phần tư vấn đó bây giờ thuận nhớ là họ bán lại hay gì đó để đổi tên là Accenture. Thì Accenture đã có một cái bài khảo sát đến từ những người mà sử dụng thanh toán. Họ tổng cộng đó là khảo sát 16.000 khách hàng đến từ 13 quốc gia từ Châu Á, đến châu Âu, đến Mỹ Latin, đến North America hồi tháng 8 tháng 9 năm nay thì họ hỏi những cái người mà thanh toán đó đang nghĩ sao về crypto dùng để làm phương tiện thanh toán. Thì thường đó những cái bài mà bỏ phiếu như thế này hay những bài khảo sát đó thường cảm thấy được là con số nó hay phóng đại hơn là con số thật bên ngoài. Thì trong cái cuộc khảo sát khách hàng về phương tiện thanh toán toàn cầu của năm nay tổng cộng đó trong 16 000 người này thì một trong năm người nghĩa là 20% nói là họ đang lưu trữ crypto các bạn họ đang lưu trữ chứ không phải đang nghe nói tới crypto con số này cũng khá là cao rồi các bạn một trên năm người thì rất là cao luôn nhưng mà cho là như vậy đi thì trong cái số lượng người mà trả lời họ đang lưu trữ crypto thì câu hỏi kế tiếp là tại sao 28% thì nghĩ là crypto là một cái loại tài sản mà có thể lưu trữ dài hạn được một cái loại tài sản đầu tư mà họ sẽ giữ lâu dài Cái đó thì 22% nói là họ lưu trữ crypto chỉ đơn giản là họ tò mò cho nên họ mới lưu trữ một số crypto mà thôi và nói tới việc crypto đó sử dụng như là một cái phương tiện thanh toán thì các bạn thấy được là 23% nói họ tin crypto là một phương tiện thanh toán tốt có nghĩa là 77% không nghĩ như vậy 77% của cái số lượng người mà lưu trữ crypto trong một khảo sát này đó thì nghĩ crypto là một cái gì đó họ lưu trữ dài hạn mà thôi giống như là một tài sản chứ không giống như là một cái tiền để họ dùng để thanh toán đó là cuộc khảo sát đến từ Center mà tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay có một cái thông tin mà có thể nhiều bạn cần thấy khó hiểu chúng ta có một cái sàn peer to peer có tên là pax thì CEO của sàn này đã ra cái thông báo họ sẽ ngưng cung cấp dịch vụ giao dịch cho Ethereum vào thứ năm của tuần này thì tại sao vậy? Thì uh, tại vì Sang Paxful vừa theo CEO là được tạo ra với cái lý tưởng là cung cấp một cái sự công bằng trong tài chính cho tất cả mọi người chứ không phải riêng một ai. Và đối với họ bây giờ đó, họ chỉ tin tưởng Bitcoin mà thôi, họ không còn tin tưởng Ethereum nữa. Trước đây, họ tin tưởng Ethereum tại vì uh, họ cảm thấy được là Ethereum là một trong những cái dự án mà cũng có thể cung cấp được cái sự công bằng trong tài chính cho tất cả mọi người trên thế giới nhưng mà sau khi mà Ethereum đổi thành Proof of thì họ cảm thấy được là Ethereum đã trở thành một cái gì đó nó tập trung hơn và nó nằm trong tay của những tài phiệt cho nên vì lý do đó CEO của Paxful đã quyết định là không hỗ trợ Ethereum nữa Cho dù CEO của Paxful biết là nó sẽ mất đi một phần lợi nhuận Tại vì Ethereum cũng là một đồng mà được giao rất nhiều ở trên uh, Paxful Và đương nhiên Ethereum thì cũng có những cái tốt Giống như là có thể tạo uh, DeFi Có thể là mở rộng ra được nhiều cái chức năng của crypto mà Bitcoin không có làm được bây giờ Nhưng mà cũng vì lý do đó có nhiều cái dự án lừa đảo Cho nên Paxful đã ra quyết định là không hỗ trợ Team nữa. Đây là một cái quyết định nó dựa theo cái tư tưởng mà thôi các bạn. đương nhiên à, đây là một cái sàn mà họ có tư tưởng riêng của họ, cho nên tôi cũng sẽ không có chia sẻ là đúng hay sai đâu. Không biết có nhiều người nói là Paxful thì cũng giống như là hơi làm quá, giống như là đây là một cái sàn giao dịch thì họ cũng cần phải có thu nhập và Team cũng đâu đến nỗi như họ nói nhưng mà thật ra đây là quyền của họ, sàn của họ thì họ được quyền đưa ra quyết định là họ hỗ trợ đồng nào. Đây là điều tôi muốn chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn mà thôi. Và một số thông tin khác giống như chúng ta thấy được là XRP thì vẫn đang trong cái điều kiện với lại SEC của Hoa Kỳ Khi nào mới biết kết quả thì hy vọng chúng ta sẽ biết trong vòng 3 tuần nữa các bạn Theo lịch trình thì từ ngày 4 tới ngày 15 chúng ta sẽ biết kết quả của điều kiện Sau 2 năm cuối cùng chúng ta cũng đã đợi tới ngày đó rồi Thì trong thời gian này đó sẽ có nhiều người quan tâm đến những cái ví mà lưu trữ nhiều XRP của động thái gì thì các bạn thấy được là dựa theo sentiment đó, chúng ta thấy được những cái con cá mập và cá voi lưu trữ từ 1 triệu đến 10 triệu XRP thì những cái ví đó đang ở cái mức cao nhất tổng cộng 1617 ví và cái số lượng phần trăm XRP được lưu trữ bởi những cái mập và cá voi đó, có nghĩa là những ví mà từ 1 triệu đến 10 triệu thì đang ở mức là 7.23% cũng đang ở mức cao nhất luôn. Nói chung thì sentiment nhận ra được là bây giờ có nhiều cá voi đang tích lũy XRP thì có phải là họ nghĩ là XRP sẽ thắng kiện hay là có thông tin nội bộ gì không chúng ta không biết được Thường chỉ muốn chia sẻ với các bạn Cho như mình nào mà quan tâm mà thôi Và trở lại với loại anchor các bạn đã nhớ là anchor đã có một cái vụ tấn công và đã có rất nhiều và rất nhiều những cái đồng rap bnb đồng A bnbc được tạo ra giả thì bây giờ anchor nói họ điều tra thì có một nhân viên cũ của họ đã lấy cắp đi mã nguồn và dùng mã nguồn đó để có thể là thay đổi cái phần mềm dẫn đến cái sự kiện này nhưng mà tại sao mà người nhân viên cũ này có thể lấy mất đi cái khóa lập trình thì cái dự án anchor này không nói đến nhưng mà tôi cũng muốn cập nhật đi nhưng mà nào mà quan tâm có thể có thêm thông tin Và nói tới on-chain thì cũng không gì đặc biệt đâu các bạn Chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là cái phần trăm Bitcoin đang có lợi bây giờ dựa theo Class node đó Thì ở mức là 52% thôi các bạn, vẫn là mức rất là thấp chúng ta Chỉ vừa mới ra khỏi cái dùng màu xanh lá cây một lần nữa vào ngày 19 tháng 12 mới đây và chúng ta nói tới cái số lượng BTC trên sàn này thì vẫn tiếp tục mất đi các bạn Chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là nhiều người rút Bitcoin ra khỏi sàn đương nhiên rồi thì nghĩ bây giờ là tiêu chỉ của nhiều người bây giờ là tự lưu trữ Bitcoin của mình Cho nên họ sẽ rút ra khỏi sàn và đương nhiên hiện tượng tương tự chúng ta cũng đã thấy trên sàn cho đồng Ethereum Chúng ta thấy được là cái số lượng Ether rút ra khỏi sàn đang ngày lại càng nhiều Bây giờ chúng ta thật sự là không còn nhiều Ether Bitcoin trên sàn nữa các bạn đã thấp rất nhiều so với trước đây Nhất là sau cái sự kiện của sàn FTX mọi người hầu như cũng đang nghiêm túc hơn về việc là tự dự crypto của mình và hôm nay là một ngày mà các bạn thấy là chủ yếu cũng là nhiều thông tin nhiều tin tức Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là được giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX Bybit hay là Binance Một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Một lần nữa nếu các bạn sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để giao dịch mà thôi Không nên đu chữ quá nhiều crypto trên đó Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a